Hello nha anh em. Sáng nay em lên lẹ cái con Alpha lốc đen nha mấy anh. Xe này 2.2 nha. 2.2 biển Kiên Giang luôn mấy anh. Đấy. Biển Kiên Giang 4 con. Xe Kiên Giang của em mà đến giờ này mà còn như thế này không phải dạng vừa nha mấy anh. Dùng quê em mà dùng xíu mặn mà. Gấp Ngọc Sơn rất là đẹp. Thuộc chân nhỏ luôn nè, sườn nữa mà sườn nữa đó. Lốc máy thì cục máy thì dữ dằn, xe này thích nhất cái cục máy nha, mà nó con chân ngồng xe chạy tới giờ chưa chỉnh còn nha mà. Chưa chỉnh còi chiếc gì chứ anh em, giờ đó chơi chơi mà giờ một cái đồ bò này là hiểu rồi nha mà. Để em gọi em ngâm lâu một chút cho anh quan sát móc cời nha mà, còn móc cời luôn đó. Bây giờ là quý những cái chiếc xe mà có cái đầu bò như thế này nha mà, chứ mà tại rửa sáng bóng nó hết mê rồi đó mình em dòm. Tắt led hơi tối, mở led đó, em dòm đầu bò rất là đẹp luôn. Lắp xúc bắp dưới nó xúc bắp trên chưa có tháo luôn nha mình, không có chạm móc nào hết, đầu bò rất là đẹp. Đây gọi vào đây cho mình coi máy dữ dằn luôn á mình. Lốc đen xe này chỉ có mỗi sơn cuộc trước nha, mà sơn cuộc trước này lại thôi, còn đùm điếc này thì còn riêng hết nha, đùm điếc cầm liền rồi, áo sống rồi còn nguyên xin hết, nó chỉ có chạy làm nhầm mấy chỗ tem thôi, nó phải chịu thôi, áo riêng mà. Xe này về cũng chưa có dọn rửa gì, thấy nó cũng đẹp sẵn rồi. Nó mới đùm mà nổ làm nhầm ấy. Ít tí gì bô đi nè, bô còn khá là đẹp nha, đó bô khá là đẹp. Lên cho anh em nào yêu quý dòng Alpha lốc đen nha mình, đó ốc cúc nền nữa mình. Thành trên lốc giò đạp bô bô là thẳng băng thôi nha mày, áo sống liền lạc ok luôn á, thậm chí là không thấy bay màu luôn nha mày, thường màu đỏ hay bay lắm á, nhưng mà cái này nó còn rất là đẹp. Máy thì khỏi nói luôn, đầu nồi rim hết nha mày. Dòng này bên thì khỏi nói luôn, hay là hay lốc điếc đầu zin hết nha mày. Chung là xe này zin toàn bộ á, chỉ sơn là cái phục trước thôi nha mày, đang cháy đèn. Màu đỏ đô trong xe rất là đẹp nha mình, đỏ đô thêm cái lốc nó đen, nhìn xe nó cứng xe lắm, nó thích cái màu này hơn màu xinh nhất, hơn màu xinh nhất. Alpha là tôi thích cái màu đỏ đô này, nhìn nó cứng xe, mỗi người một ý thôi anh đây.
mình thì mình thích nó khi những cái thứ này nó không có giống người ta nhiều, chứ thường thường là cái màu xanh nhớt là bán chạy nhất dòng quanh pha đời này. Cái máy thì mình khỏi nghe tiếng động đâu đâu, máy dữ dằn cái máy lắm anh. Đó, nghe cái máy này. Thấy không, dữ dằn 5 tháng anh dòm cái đầu bò nè đó, dân anh em mà thầy thợ dòm phát rồi đi không nổi nha, rất là đẹp. Thích mê là mê cái gốc đầu đó. Xe này thích nhất cục máy, kể cả sơn lốc hai bên luôn, kể cả nắp này từ xưa giờ cũng chưa thay luôn. Nắp này anh em ta hay thay nắp này lắm, tại nắp này có mấy chục ngàn mà xe này ghi hết luôn. Cái bảo vệ này gắn từ trước giờ vậy luôn, xe này về mở không khéo gãy ốc thôi bạn, tại để lâu quá đó mà. 2 lấy 2 có 18-19 năm rồi ha, mấy năm rồi cái máy anh em nghe, máy cực kỳ, máy quá ngon. Cái thằng này về xài nhớt nhau kỹ lưỡng đàng hoàng rồi thôi, chừng nào hư nó nổi mà. Quá trời, cái đầu bò đẹp luôn, đặc trưng của tiếng bô, 2 lấy 2 rất đen. Cái đầu bò thích nhất cục máy. À quên báo giá nha anh, giá em bán 19 năm nha anh, 19 năm luôn á. Xe này thì ở biển bộ 4 con, rút hồ sơ ủng lắm á mà, biển 4 con mà 9 nút, thấy không, 68S5 rất là quý luôn. Anh em trong tỉnh hồi xưa cầm tiền mua cái xe này thì biết hết năm là thời đó. Bạn bọc rất là đẹp, máy dữ dằn, đi đã lắm anh, xe thấy con chạy không gầy. Chỉ vậy thôi. Anh em nào mà cảm thấy mà đam mê thì liên hệ phép nha anh em, chứ anh Pha lốc đen là biển 68, tỉnh nhà có phép, mà còn tầm này thì cũng phải, nói chung là hàng cũng phải dễ tìm đâu đấy, tại vì báo với anh là cái dùng em là nước biển, nước mặn, nước cây nước, chứ mà bơm lên là sáng mà nhậu xỉn xỉn là sáng lại mà hớp miếng là đánh răng đánh nổi nè, lớ là lợi nhưng mà chứ không có được ngọt đâu, nước ý nó nước cây nước á, thành ra dàn chân nó tệ lắm. Còn cái xe này anh em thấy đó, nó còn gì là nói chung là nó cũng là ta chủ ra cũng giữ gìn cũng kỹ lắm mới được gì, chứ xài phải đơn giản mà được gì nhá anh. Rồi anh em nào thấy giá cả 19 năm là hợp lý rồi các thứ thì cứ liên hệ phép mua chiếc để dành cái cà phê, để ở nhà thì đậu chơi là cũng đẹp. Cái dòng này giờ cũng xe chắc chắc gì cũng khó kiếm. Nhìn cái đầu bò là thấy kết nha mạnh ha. Rồi ok, xin chào mấy anh.